Rồi ok, shop Huy Tuấn lại xin kính gửi một lời chào, một lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh em nhé. Đấy, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, đấy, em lại làm một video ngắn đấy, về những quả bom của bên em, anh em nhé. Đấy, thì giới thiệu nhanh nhé, anh em nhìn trên màn hình đây, đây là hai quả bom. Đấy, em sẽ giới thiệu cho anh em quả bom thứ nhất, anh em nhé. Đây, quả bom thứ nhất mang tên Vũ Văn Tuyên nhé, anh em nhé. Vũ Văn Tuyên ở Lào Cai đấy, Bảo Thắng. Ở Bảo Hà, tỉnh Lào Cai anh em nhé. Anh em là anh có đặt của bên em là một cái bình carbon và 10 cái lò xo Thái. Đấy, hàng đến nhưng mà anh không nhận. Đấy, anh ấy rất nhiều lý do, đấy, 100.000 cái lý do để không nhận hàng anh em nhé. Nói chung là em làm cái video này không phải là để chửi anh ấy để làm gì cả, đúng không anh em? Em làm video này để khuyến cáo anh em là ví dụ như là anh Vũ Văn Tuyên này mà có đặt hàng bên shop thì anh em cứ lên cẩn thận nhá. Đấy, lúc đặt hàng thì nói chuyện rất chi là sởi lởi, rất chi là ok. Đấy, còn khi hàng đến thì là không nhận. Đấy, 100.000 lý do. Thế em sẽ khui cái hàng mà anh ấy đặt ở bên em nhé. Đấy, nghĩ chán, bây giờ hàng Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, gửi đã khó khăn mà hàng đến tay anh em không nhận. Đấy, rất chi là buồn. Đấy. Đấy. Anh em mua hàng thì là nên có cái trách nhiệm với cái hàng hóa mình đã đặt. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy. Đấy, em đóng gói cẩn thận như này anh nhá. Đấy. Đây. Đây là lò xo nhá anh em nhá. Chán, nghĩ nó chán. Đấy. Em bán hàng cho rất nhiều anh em ở Lào Cai nhưng mà anh em làm cũng chuẩn, nhưng riêng gặp đến bác Vũ Văn Tuyên này là hết chuẩn rồi. Đấy. Đây là lò xo em gửi cho bác đây. Đấy. Em gửi cả sim quy cho bác cơ. Bác bảo gửi cho bác thêm khoảng 10 đến 15 cái sim quy. Em gửi hẳn 20 cái sim quy cho anh ấy. Đấy, rất ok đúng không anh em? Còn muốn thế nào nữa? Hàng đến thì là bác ấy bảo là cái hàng của bác ấy không phải là 3 triệu. Đấy, bác không nhận, điện bác không nghe. Đấy, điện rất nhiều lần. Đấy, anh em chưa đây, bình carbon đây. Đấy. Anh ấy đặt cái bình carbon là 0,36 nhá. Anh em nhìn chưa? Đấy. Hàng ok như thế này. Đấy. Nói chung là em làm một cái video này thì không phải để lên để chửi hay là gì bác Tuyên cả đấy. Nói chung là bác ấy bom hàng thì chắc là cũng có lý do gì đấy, chắc là vợ không cho tiền hoặc là hay là một cái lý do gì khác em cũng không cần biết. Đấy, nhưng mà một khi đã đặt hàng thì là lên khuyến cáo anh em là lên là có trách nhiệm cái hàng của mình đã đặt anh em nhé. Đấy, đây một quả bom tiếp theo đến từ anh Phượng nhé anh em nhé, đến từ anh Phượng thuộc địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa anh em nhé. Đấy, xã Yên Trường, đấy, thôn 3, anh em nhìn chưa? Đấy, thôn 3, Phú Đức, xã Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa. Đấy, anh em nhé, anh Phượng nhé. Đấy. Thì hàng có đến thì hôm anh em có điện cho anh ấy. Đấy. Bưu tá gọi điện giao hàng nhưng mà anh ấy bảo anh ấy không nhận hàng. Thì em có điện. Em có điện thì anh ấy bảo là bố anh ấy mất hay là bà anh ấy mất gì đó. Đấy. Thì em cũng chia buồn cùng anh ấy rồi. Và anh ấy bảo là anh sẽ nhận hàng, bảo bưu tá giao lại đi. Nhưng cuối cùng là bưu tá giao lại thì là anh ấy cũng không nhận hàng. Đấy, chả hiểu lý do thì sao luôn. Đấy. Bố mất hay bà mất thì em không biết. Đấy. Nói chung là đặt hàng cho sang mồm. Đấy. Nhá, bác cái lấy của em là combo khung vuông, khung u hạ ngắm, u dài nhá anh em nhá. Và một cái bình nhôm, đấy một combo là khung cò ruột tay cầm. Đấy anh em này, đấy, hàng đây. Đấy, tay cầm nhá. Cò đây. Anh em nhá. Đấy. Nghĩ nó chán. Gửi hàng này khó khăn mà anh em đặt hàng không có trách nhiệm với cái hàng hóa của mình. Đấy. Ruột này. Đấy. Khung đây. Đấy, khung u đây, khung vuông luôn anh em nhá. Bình nhôm, đấy. Nghĩ được có chán không? Tết nhất thì đến nơi rồi mà anh em cứ bom hàng của này thì chết. Đấy. Nói chung là anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy tìm hiểu thật kỹ.
Đấy, và suy nghĩ thật kỹ, mình đã xác định mua thì mình đã đặt hàng ở bên shop nào thì là lên có trách nhiệm với cái hàng hóa mình đã đặt. Đấy, tránh để cái tình trạng bom hàng giống như ngày hôm nay em bị đây. Đấy. Nói chung là em đang làm một cái video ngắn này không phải là để chửi bới ai cả. Không, tại vì là hàng hóa em gửi cho anh ấy thì anh ấy không nhận hàng, nhưng hàng hoàn về thì vẫn còn. Đấy, không có tình trạng mất hàng thì là em chỉ đăng cái video lên đây thì là để cho anh em sau này mua hàng là có nhu cầu, đúng không? Có nhu cầu thì là hãy suy nghĩ thật kỹ và cân đối cái tài chính ở túi tiền của mình. Đấy. Anh em đủ tài chính rồi thì là anh em đã xác định đặt mua rồi thì là có trách nhiệm với cả bên shop, hoặc là anh em có thay đổi ý kiến ấy, thì phải điện sớm cho bên shop. Bây giờ hàng gửi đi mà anh em đến không nhận, nó rất tiền, em mất tiền cước nó là một phần, nhưng có nghĩa là cái hàng gửi đi rất là khó khăn để mà gửi đến tay anh em. Tất cả những cái hàng hóa như thế này nó cần qua một quá trình rất chi là dài nhá, chứ không phải là đơn giản mà tự nhiên hàng nó đến tay anh em dễ dàng như thế được anh em nhá. Nên là anh em hết sức là lưu ý đấy, đặt hàng của bên shop em hoặc là hay tất cả những shop khác thì nên là có trách nhiệm với cái hàng hóa của mình đã đặt anh em nhé. Đấy rồi, một video ngắn em cũng không muốn nói gì thêm nhiều nữa. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua hàng, đấy, mua tất cả những gì phụ kiện liên quan đến PCP thì là điện cho em cung cấp tất cả những phụ kiện liên quan đến PCP Condo FX Benjamin đầy đủ hết, tất cả em cung cấp hết anh em nhé. Rong sim van bình kính laser khung quả ruột tay cầm quy bán hết, tất cả tần tật những cái gì mà liên quan PCP em đều cung cấp hết anh em nhé. Anh em có nhu cầu cứ điện thoại đi cho em phục vụ anh em 24/24, lúc nào cũng có người nghe máy để trực máy để trả lời anh em, để tư vấn cho anh em nhé. Rồi chào anh em.